Mình muốn có một lời chúc gửi đến tất cả từng người trong cộng đồng Việt Creators. Chúc cho tất cả các bạn trong năm Tân Sửu sẽ trở thành nhà sáng tạo video hay nhất thế giới. Kênh YouTube của bạn sẽ trở thành kênh hay nhất thế giới. Fanpage Facebook của bạn sẽ trở thành fanpage hay nhất thế giới. Những cái điều đó nghe nó có vẻ xa xôi, có vẻ choáng ngợp, nhưng mà thay đổi góc nhìn một chút thôi thì hoàn toàn có thể thực hiện được. Chẳng hạn như bạn mở một quán phở ở một đầu hẻm của Sài Gòn. Nếu hỏi bất kỳ một người dân trong hẻm quán phở nào là quán phở ngon nhất Sài Gòn thì rất có thể người ta sẽ nói rằng đó là quán phở của bạn. Tại vì sao? Nếu mà người ta muốn ăn ở một quán phở nổi tiếng hơn ở trung tâm quận nhất chẳng hạn thì người ta phải mặc đồ đẹp vào, phải lấy xe ra, phải đi lên quận nhất, phải xếp hàng thì mới ăn được. Trong khi đó chỉ cần mặc quần short, đi dép lê là có thể ra ngồi chém gió pha pha và ăn phở tại quán của bạn. Cho nên là khi nói về thế giới, chúng ta thường nghĩ rằng thế giới tức là 7 tỷ người, tức là 200 quốc gia, là một cái gì đó khách quan, tồn tại ở bên ngoài mỗi người. Nhưng mà thực ra bản chất không phải như vậy. Mỗi một người chúng ta nhận diện, nhận thức về thế giới thông qua cái lăng kính của riêng mình, thông qua những cái hoàn cảnh cụ thể của từng người, thông qua cái thế giới quan của từng người. Cho nên là nếu mà chúng ta tìm được những cái điểm chung của thế giới quan, của cái tệp khán giả mà chúng ta đã chọn, thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội trở thành nhà sáng tạo video giỏi nhất thế giới. Phần tiếp theo của video này mình sẽ trả lời một số câu hỏi còn tồn đọng của Việt Creators trong năm cũ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về YouTube, Facebook, TikTok hoặc là bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình yêu, hôn nhân và gia đình thì hãy để lại bình luận của bạn ở bên dưới video, hoặc là bạn có thể đặt câu hỏi ở trong nhóm kín Việt Creators tự hào sáng tạo ở trên Facebook. Bạn Nguyễn Thạc Đức, kênh Thạc Đức Vlog đấy, hỏi: sáng nay mình nhận được email của YouTube từ chối không cấp cho mình xin nút vàng với lý do có vẻ kênh của mình liên quan đến kênh vi phạm khác. Kênh của mình tên VV Channel, kênh của Tường Vi, bạn gái của Thạc Đức, và mình sử dụng duy nhất một Gmail cho duy nhất một kênh YouTube thôi, ngoài ra không liên quan tới kênh nào khác nữa. Không biết có bạn nào gặp trường hợp như mình chưa? Xin các bạn chia sẻ và cho mình xin ý kiến với. Thì thông qua trao đổi với Thạc Đức và các cái bình luận của anh em trong nhóm ấy, thì tuy là cái kênh VV Channel đấy được tạo ra từ một cái email sạch, nhưng mà cái VV Channel lại nhờ một cái email khác của Thạc Đức quản lý. Cái email khác đấy nó đã từng liên quan đến một cái kênh đã vi phạm và bị tắt kiếm tiền trước đây, cho nên là mình phải cẩn thận một chút. Các bạn khác cũng bình luận là những cái trường hợp như thế này thường support YouTube của Việt Nam hơi cứng nhắc. Thì thường là nếu mà chat bằng tiếng Anh với support nói tiếng Anh thì có thể uyển chuyển được hơn và xử lý được. Thì mình đã dặn Thạc Đức là hãy ăn Tết xong xuôi đã, nghỉ ngơi thoải mái, đợi một vài tuần nữa xong rồi liên hệ lại với mình. Mình sẽ cùng với Thạc Đức chat với support tiếng Anh để cố gắng lấy cho bạn cái nút vàng này về. Chúng ta cũng xin chúc mừng cặp đôi triệu sub này đã đạt được 1 triệu sub trong năm mới 2021. Nhân cái chuyện làm sao để đạt được triệu sub thì mình cũng xin vui mừng thông báo là group của chúng ta đã có sự có mặt của một bạn rất là hay ho, là bạn Trai Yêu Thương, kênh chia sẻ về cách sáng tạo nội dung, cách làm video. Bạn này là thành viên của Sài Gòn Tếu, một kênh cũng đã đạt được 180.000 sub, kênh chia sẻ về stand up comedy. Trong cái status mà mình chia sẻ trong nhóm này của bạn Thương có 5 cái clip rất là hay các bạn theo dõi. Trong đó có clip là sự thật để đạt con số 1 triệu sub, bạn đã đi phỏng vấn, bạn đã nói chuyện với rất nhiều kênh đạt nút vàng triệu sub để tìm ra cái điểm tương đồng, những gì mà họ đã làm giống nhau để đạt tới con số này. Hoặc là cái clip số 3 này, idea hay là idea bán được, bạn đúc kết một cái công thức 3 chữ D đúng đủ đều, rất là dễ nhớ và rất là thực tế trong cái quá trình làm YouTube của chúng ta. Chẳng hạn như cái điểm mà bạn nói về đúng điểm mạnh của mình, đấy là một điểm mà cực kỳ quan trọng khi bạn bắt đầu làm kênh, hoặc là kênh bạn chưa có một cái sự được đề xuất theo một cái hướng nào rõ ràng cả, thuận tay trái chẳng hạn. Hoặc là mình là nữ, mình không nên làm nội dung những nội dung mà thuộc về con trai, tại vì thấy nó nhiều view mà cứ làm theo là mình tự hạn chế cái sức mạnh của mình. Phần đầu của video mình đã nói về cái việc mở một quán phở đầu hẻm, làm sao để khi mình xác định được cái điểm mạnh của mình, tức là mình đã xác định được cái hẻm của riêng mình,
để mình gọi là dễ dàng trở thành cái quán phở ngon nhất. Chẳng hạn như bạn chưa xác định được cái điểm mạnh thực sự đấy của mình ấy, thì bạn cứ làm bình thường thôi, cứ quan trọng là mình phải có động lực để ra video, để bắt đầu cái con đường này, làm một cái gì đó mà mình yêu thích, làm một cái gì đó liên quan đến cái công việc hiện tại hàng ngày của mình, để mình ra được nhiều video hơn, nhanh hơn. Mà sau đó là trong cái quá trình mà cái video, cái sản phẩm của mình tương tác với khán giả ấy, thì mình sẽ có dữ liệu, mình dùng cái dữ liệu đấy mình phân tích xem là thuật toán khán giả thấy mình mạnh ở cái chỗ nào trong cái chủ đề đấy, cái hẻm nào là mình mạnh nhất, thì từ đó mình đâm tiếp vào cái hẻm đấy, mình tự tạo ra cái ngách cho riêng mình. Đây là câu hỏi của bạn Trần Công Minh, một kênh cũng rất là hay, các bạn Việt Creators nên đăng ký kênh này. Bạn chia sẻ rất là hay về các cách chuyển cảnh, cách quay và dựng phim, và một số chia sẻ rất là hay về TikTok, tại vì mình đã đạt được những thành công rất lớn ở trên TikTok. Em thấy làm YouTube đuối quá mà lại có duyên với TikTok nên đang tính bỏ làm YouTube để tập trung vào TikTok, rồi trên YouTube chỉ up lại short thôi anh ạ. Thì chỗ này các bạn phải cẩn thận một tí, tại vì mình thường dễ bị những cái con số ảo ở trên YouTube hay trên Facebook hay trên TikTok nó lừa dối mình, nó làm cho mình bị lạc hướng. Tại vì view ở trên TikTok nó rất nhiều, bạn thử đăng lên mà xem. Nhưng mà bạn phải cẩn thận một chút, tại vì thứ nhất là YouTube đã tự định vị mình thành một cái nền tảng riêng biệt so với các nền tảng chia sẻ video còn lại. Nó gần giống như ngày xưa mà các cái media hiện đại ra đời ấy, thì TV nó vẫn đứng tách biệt ra, bạn trở thành ngôi sao của TV nó vẫn khác so với ngôi sao ở trên mạng xã hội. Thì bây giờ YouTube nó đã định hình thế mình thành một cái khác biệt như thế. Một cái view ở trên YouTube nó giá trị, nó hoàn toàn khác so với một view ở trên TikTok. Cái nền tảng chia sẻ video dài ấy, ngoài cái chuyện mà tạo ra được sự chú ý của khán giả của bạn ấy, thì nó tạo ra được cái niềm tin. Từ cái niềm tin đó tạo ra được một cái mối quan hệ thực sự. Bạn có thể quen với người đó ở bên ngoài đời, bạn có những cái mối liên hệ mật thiết với người đó, nó hoàn toàn khác hẳn so với cái mối liên hệ của bạn với các khán giả trên TikTok. Bạn cứ tưởng tượng đi, nếu một ngày nào đó mà thuật toán của TikTok nó bóp nội dung của bạn, chẳng hạn như bạn làm một series video nó không hay chẳng hạn, hoặc đơn giản như đằng sau lưng của bạn có một cái sản phẩm gì đó có tên nhãn hàng mà thuật toán nó nhìn thấy chẳng hạn, TikTok sẽ bóp độ phủ của bạn rất mạnh. Và lúc đó thì mặc dù là bạn thấy là số người đăng ký mình rất nhiều, có thể lên tới hàng triệu người, nhưng mà khi mà bị bóp ấy thì view sẽ không có một tí nào nữa, ở trên TikTok sẽ không có khán giả nào vào ở trong cái nền tảng đó và tìm kiếm đúng tên của bạn để xem là tại sao lâu nay không thấy video của bạn hiện lên trên cái feed của người ta, đúng không? Đấy là bạn phải cái mà bạn phải cân nhắc và lưu ý. Đối với Việt Creators của chúng ta thì theo mình nghĩ là nên là cái chiến lược đối với TikTok là mình không bỏ, mình vẫn tham gia cái nền tảng mới này, mình vẫn tìm hiểu những cách để giành lấy sự chú ý khán giả nhanh nhất, đặc biệt là khán giả trẻ, để áp dụng vào YouTube. Khi phát triển cái nền tảng này để tận dụng cái nhiều view của nó ấy, thì mình phải nhanh chóng kêu gọi để kéo những cái khán giả này về những nền tảng video dài hơn như YouTube hay là Facebook. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi rất là nhức nhối. Tìm trend ở đâu? Nhân cái chia sẻ của bạn Hậu Nguyễn. Xin chào mọi người trong Việt Creator, xin chào anh Henry. Vậy như đã hứa ở trên group Việt, mình sẽ để link ở trong phần mô tả, các bạn có thể tham khảo video này. Bạn chia sẻ là bạn nhận thấy có một cái lỗi của giao diện của Facebook và bạn đã làm một cái video, và ngay lập tức là bạn biết trước là có rất nhiều người sẽ tìm kiếm cái lỗi này. Như dự đoán là video có rất nhiều view. Đối với trend, chúng ta biết rằng là trend là cách đơn giản nhất và nhanh nhất để có view ở trên YouTube, đặc biệt đối với những kênh nhỏ. Tất cả các thầy dạy YouTube, kể cả ở trên thế giới, thường nói là bạn phải tìm trend ở Google Trend, hoặc bạn sử dụng những cái công cụ từ khóa như TubeBuddy hay là VidIQ chẳng hạn để nhìn thấy trend. Tuy nhiên, trên thực tế là cái cách đó là cách không khả thi. Tại vì sao? Tại vì những cái dữ liệu ở trên Google Trend ấy, phải sau một tháng người ta mới tổng kết, người ta mới tạo thành trend, người ta mới báo trend cho bạn. Như thế thì đã quá muộn. Bởi vì trend là phải nhanh như gió, bạn nhìn thấy trend là phải bắt ngay. Để bắt được trend ấy, thì bạn phải theo dõi ở trên các mạng xã hội, ở trên các diễn đàn, ở những nơi vỉa hè nhất, những nơi mà không ai nghĩ là có thể tạo ra trend, là người sớm nhất nhìn thấy những cái đó thì nó mới có tác dụng. Mình có thể xác định luôn ở trong đầu là thì nó giống như một cái thương vụ đầu tư rủi ro cao và lợi nhuận cao. Thường là bạn sẽ không bám dính được, hoặc là cái trend đấy nó không hình thành. Một cái trend nhỏ bạn nhìn thấy nó hình thành thành trend lớn ấy, thì bạn sẽ kéo được kênh của mình lên ăn đề xuất.
rất rất là mạnh. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của chính mình. Mình cũng có quyền đặt câu hỏi chứ đúng không? Đâu phải là mình biết hết tất cả mọi thứ đâu. Mình rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ cái vấn đề này với mình. Huhu, sao kênh của em gần đây không tự động tạo phụ đề tiếng Việt được? Cả nhà ai biết nguyên nhân, cứu bồ em đi. Cách đây mấy tháng khi mà YouTube bắt đầu demo cái tính năng tự động tạo phụ đề tiếng Việt này, mình rất là sướng tại vì người ta tạo khá là chính xác. Mình chỉ cần chỉnh sửa lại một chút, một cái clip mà khoảng 10 phút ấy, thì mình vào mình chỉnh sửa lại khoảng cỡ 15 phút là xong, là có một cái phụ đề rất là đẹp đẽ tiếng Việt. Nhưng mà trong mấy tuần gần đây ấy, thì không thấy tiếng Việt nữa. Hôm qua các cái bình luận của các thành viên trong nhóm thì mình được biết là hiện tại tiếng Việt đã bị người ta tắt đi, chắc là để cho điều chỉnh lại cho nó mức độ chính xác cao hơn. Còn tiếng Anh là vẫn có, chấp nhận thôi. Bây giờ mình phải sử dụng các phương án khác, chắc là mình sẽ đi kiếm người để ghi lại cho mình. Nhân đây mình cũng nói luôn là cái tính năng tương tự này ở trên Facebook nó cực kỳ xịn luôn. Cái tiếng Việt của mình nói là rất là trọ trẻ, giọng nghệ, giọng miền Trung, nhưng mà ở trên Facebook khi mình đăng video lên ấy thì nó tạo phụ đề rất là chính xác. Bạn này hỏi là: anh ơi, trong kênh em có thuê người ta đàn và hát, sau khi người ta đưa video cho mình xong thì người ta lại lấy bài hát đó để ghép nhạc vào cái video khác của người ta, vậy em có khiếu nại bản quyền được không? Chỗ này mình thường xuyên nhầm lẫn, tại vì thông thường anh em mình nghĩ là YouTube là người có quyền quyết định cuối cùng về việc bản quyền thuộc về kênh nào. Mình nghĩ rằng là kênh nào up trước lên thì người đó giữ bản quyền, nhưng mà trên thực tế vấn đề bản quyền là vấn đề pháp lý, YouTube không có quyền xử lý cái này, chỉ có quan tòa mới là người cuối cùng quyết định là bản quyền của một tác phẩm thuộc về ai. Chính vì vậy mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái văn bản hợp đồng giữa bạn với người nhạc công mà bạn thuê. Nếu mà cái văn bản đó không chặt chẽ thì sau khi người ta bán cho bạn, người ta hoàn toàn có thể bán cho người khác để ghép vào video của người ta. Bạn không có cách nào để sửa được cái đó. Còn nếu mà văn bản của bạn quy định chặt chẽ thì bạn có thể dùng văn bản đấy để làm việc với YouTube để bảo vệ cái bản quyền mà mình đã mua. Hello mọi người, em không biết việc nhiều comment video trên YouTube kèm link Facebook có ảnh hưởng đến kênh không ạ? Thông thường chúng ta tối ưu hóa thì chúng ta chỉ chú ý đến cái video của mình. Thực ra là bạn cần phải chú ý đến cả cái hành trình của khán giả trong một cái khái niệm gọi là phiên xem. Trước khi đến với video của bạn thì người ta xem video nào? Tức là cái video mà đã đề xuất cho video của mình đấy. Đấy là một cái nguồn rất là quan trọng để xác định chủ đề cho video tiếp theo, để cho dị ăn đề xuất. Sau khi xem video của bạn xong thì người ta làm gì tiếp? Người ta sẽ xem tiếp một video trên kênh bạn, hay là người ta vẫn ở lại nền tảng YouTube nhưng mà không xem video của bạn, xem một video khác? Thì tín hiệu đấy nó yếu hơn cho YouTube một tí. Tín hiệu mà có hại nhất cho kênh của mình là người ta rời bỏ khỏi nền tảng YouTube luôn. Chẳng hạn như trong trường hợp này là đi sang Facebook luôn, cái phiên xem của người đó sẽ kết thúc và chắc chắn sẽ có hại cho kênh của bạn. Tuy nhiên là mình cũng cần phải cân nhắc, tại vì trong nhiều trường hợp ấy, tuy phiên xem để kết thúc nhưng mà mình kéo được cái khán giả đấy sang với một mục đích khác, nó có giá trị hơn đối với bạn thì mình vẫn làm. Chẳng hạn như kéo sang một cái nhóm fan ruột của bạn, hoặc là kéo sang một cái landing page nào đó để bạn bán hàng được, tạo ra đơn hàng, thì cái điều đó là cái việc hoàn toàn nên làm. Anh chị cho em hỏi, page em tự quay video nhưng hiện tại bị vàng tiền như thế này thì có sao không ạ? Em thì nghĩ là do dính nhạc bản quyền. Nếu dính nhạc thì có cách kháng không ạ? Hiện đang bị 3 video như thế này và page này tiếp tục được nữa không? Hy vọng mọi người giải đáp giúp em. Bạn mô tả nó hơi sơ sài cho nên là chúng ta không thể biết được chính xác là nguyên nhân nào dẫn đến vàng tiền. Rất có thể là do nhạc, thì bạn có thể thay thế nhạc, hoặc tốt nhất là khi up video lên từ YouTube mà dùng cái nhạc non copyright sao ấy, thì bạn nên edit lại, sử dụng những cái nhạc mà nó phù hợp với Facebook hơn. Hoặc là bạn kiểm tra những cái metadata tiêu đề mô tả thẻ tác của bạn xem nó có cái từ khóa nào nhạy cảm không mà khiến cho nó bị vàng tiền. Tuy nhiên ở chỗ này mình chỉ nhắc nhở một chút là hiện tại cái bệnh vàng tiền ở trên Facebook rất là nhạy và nó rất là dễ lây lan sang các video khác. Cho nên là ở phần dưới bạn Hoắc Nguyễn bình luận là tắt hết các cái video này ngay để tránh hiện tượng là auto, các bạn gọi là hiện tượng auto vàng tiền, đăng video lên là vàng không cần biết tại sao. Hiện tại ở trên Facebook cái thuật toán nó bắt vàng tiền nó khá là nhạy. Mình đã chứng kiến rất là nhiều video mà các bạn làm rất là cẩn thận, tuy có những cái hình ảnh nhạy cảm nhưng bạn đưa vào góc màn hình xong rồi chỉ quay vài ba giây thôi, còn phần còn lại, phần lớn của video là bạn bình luận nói về cái clip đấy ấy.
thì vẫn bị Facebook bắt như thường. Và khi bị bắt như thế, mình biết là cái này mình làm đúng, không sai luật. Nhưng mà khi liên hệ với support của Facebook thì nó rất là khó khăn, tại vì cái lực lượng support của Facebook nó không được đông đảo và hùng hậu như ở trên YouTube. Em chào các bác, hiện em có fanpage tính năng kiếm tiền Brand Collapse đã được duyệt. Thì với cách kiếm tiền này có cần ad bank không ạ? Em cảm ơn. Mình làm việc với một số bạn đã được duyệt brand này ấy, thì mình thấy là không cần phải ad bank. Bạn cứ đăng ký được duyệt. Sau này khi bạn nhận đơn hàng từ nhãn hàng, bạn làm video với người ta xong xuôi thì mới đăng ký bank để nhận tiền. Nhân đây thì mình cũng nhắc nhở với các bạn luôn là mình có làm việc với Khoai Lang Thang, Đinh Võ Hoài Phương ấy. Ở trong cái cộng đồng của chúng ta thì đã có sự tham gia của anh Khoai, để các bạn có thể giao lưu và học hỏi từ anh. Thì mình được biết là các nhãn hàng ở Việt Nam hiện tại khi mà làm việc với mình muốn tài trợ cho video của mình ấy, thường yêu cầu là cái trang của mình phải có cái được duyệt brand này. Mình cũng không biết chắc chắn nguyên nhân tại sao, nhưng mà rất có thể là thông qua cái platform để người ta đưa yêu cầu vào để cho mình nhận ấy, thì người ta có thể kiểm soát được cái tình hình chi tiêu chiến dịch quảng cáo của người ta có thể kiểm soát được số view, kiểm soát được cái mức độ giữ chân của khán giả. Bạn Nguyễn Văn Tựa có đăng status là: Thank you anh Henry Phan, tuy chưa đủ 1.000 đô nhưng vì Tết sắp tới anh ý đã chuyển cho em luôn tiền Facebook ạ. Cảm ơn anh nhiều. Chỗ này mình cũng thông báo với anh chị em là nhân dịp Tết thì những cái kênh, những cái trang mà đã đạt từ 500 đô trở lên thì mình cũng sẽ chuyển luôn cho các bạn, để cho các bạn có một chút bánh chưng ăn Tết. Chúc các bạn năm mới thành công hơn nữa với Facebook. Câu hỏi tiếp theo, cách hack. Đấy, thực ra không phải một câu hỏi nhưng mà là một chia sẻ của bạn Thiện. Chơi YouTube 10 năm chắc hẳn bạn chưa biết điều này. Bạn viết rất là hay đúng không? Vào là có một cái câu mở đầu rất là hấp dẫn cho chúng ta đọc tiếp đúng không? Đây là cái điều mà chúng ta học hỏi. Để khi làm video cũng thế, đầu tiên mấy giây đầu tiên của video phải có một cái hook để bắt lấy sự chú ý của khán giả. Mình đùa thôi, nay mình mới biết trước khi công chiếu YouTube cho bạn đăng một video dưới 3 phút để cho khán giả ngồi coi vui vui trong thời gian đợi công chiếu nhá, rất hay. Thì ở đây mình xin update với các bạn là cái tính năng công chiếu của YouTube vừa mới có một sự thay đổi rất là lớn. Nếu bạn đã dùng nó trong suốt thời gian 1-2 năm vừa qua, bây giờ bạn sẽ thấy là người ta cho phép làm một cái trailer chẳng hạn, để bạn chiếu trong lúc khán giả ngồi chờ đợi, để kéo thêm những cái khán giả đang ở trên YouTube vào kênh của mình để xem. Điểm khác biệt thứ hai nữa là người ta cho phép livestream trực tiếp, các bạn lên, bật camera lên, xong rồi các bạn nói giới thiệu về cái video mình đang chuẩn bị chiếu để kéo thêm người xem về. Và cái thứ ba nữa là cái đồng hồ đếm ngược của YouTube hơi chán đúng không? Nó rất là cổ điển, nó giống như cái TV của mình ngày xưa ấy. Thì bây giờ nó có nhiều cái hình thức khác nhau, đồng hồ khác nhau đếm ngược để chúng ta chọn. Các bạn có thể chọn theo những theme lãng mạn hay là hành động hay là kịch tính, tùy theo cái cảm xúc mà bạn muốn truyền tải ở trong video của mình. Các bạn hãy thử và tận dụng cái tính năng mới này của YouTube để tăng mắt xem cho video công chiếu của bạn. Cái mắt xem nó càng nhiều thì cái tốc độ lên view ban đầu càng cao và nó sẽ có lợi cho đề xuất lâu dài của video. Cái phần bố cục của kênh ấy, ở trong YouTube Studio, bạn chỉnh cho cái video ngắn này xuất hiện ở trong studio của mình. Và phần tùy chỉnh bố cục này, bạn thêm vào cái video ngắn này, xóa đi hoặc thêm vào, xóa phần này đi, bạn thêm vào là video ngắn này. Rồi bạn sắp xếp chỗ nào đấy bạn muốn, mình sẽ sắp xếp ở trên cùng danh sách video đề xuất này. Thì lúc đó ở trên giao diện của desktop các bạn không nhìn thấy, nhưng mà nếu mà bạn dở giao diện của điện thoại ấy ra thì các bạn sẽ thấy cái phần video ngắn, một phần video ngắn nó nằm ở ngay trên đầu trang chủ của bạn. Mở ngoặc, cái này không phải là quảng cáo bình thường mà chúng ta thấy, mà là nội dung có thương hiệu, video được tài trợ đấy. Mình đã tạo ra một cái khảo sát ở trong cộng đồng của chúng ta, trong số đó cái tỷ lệ vote lớn nhất là lương tâm không cho phép, tuy việc này hợp lệ với chính sách quảng cáo nhưng vi phạm đạo đức, mất khách lắm. Cái số lượng bình chọn thứ hai là không nên, cờ bạc cá độ là vi phạm chính sách quảng cáo của YouTube và Facebook. Thì ở chỗ này nó hơi lắt léo một tí, tại vì là mình nghĩ là nội dung của thương hiệu này là mình nhận quảng cáo bên ngoài, nó không liên quan đến sự kiểm soát của Facebook hay YouTube.
Nhưng mà trên thực tế, tất cả các hình thức quảng cáo dù bạn nhận ngoài thì cũng chịu sự kiểm soát của YouTube. Người ta muốn mình phải tuân thủ với tất cả các cái quy định của địa phương sở tại. Chính vì vậy mà những bạn, cái số lượng 50 bạn mà vote là lương tâm không cho phép này là sai. Tại vì cái này là vi phạm chính sách quảng cáo. Cho nên là đằng nào mình cũng không được phép làm. Nếu bạn làm rất có thể sẽ bị tắt kiểm tiền. Giờ mình có kênh nhạc vàng sắp cáo quá mà bị đập gậy rồi, giờ tận dụng được làm gì nữa nhỉ? Thì bạn Võ Chí Hướng này bình luận là chiến claim ID bạn à. Thì những người khác không hiểu chiến claim ID là gì. Chỗ này là một cái gọi là black hat nha, mũ đen nha, đội mũ đen vào, không khuyến khích làm theo. Chiến claim ID tức là có một số net hoặc là một số website chẳng hạn như Adref ta cho phép các cái kênh nhạc, các cái kênh nghệ sĩ đăng ký với người ta, đăng ký để được sử dụng content ID của người ta. Chẳng hạn như bạn up lên cái kênh đã được duyệt nha, bạn up lên một đoạn nhạc 10 giây, mười mấy giây thôi, đăng ký content ID với Adref, rồi bạn mở các cái kênh khác, bạn re-up những bài hát khác và gắn cái đoạn nhạc bạn đã đăng ký này vào những bài hát re-up đấy, thì Adref sẽ giúp đặt quảng cáo lên những cái kênh re-up đấy, thì nó dính cái 10 giây mà mình đã đăng ký mà, đặt quảng cáo lên kiếm tiền về chia cho mình. Đấy là cái cách mà một số bạn vẫn đang làm để tận dụng cái hệ thống content ID để kiếm tiền black hat nha. Tất nhiên là mình hiểu cái cách làm như thế để cho những cái kênh mà làm nhạc chân chính, sáng tạo âm nhạc chân chính muốn kiểm soát cái bản quyền của mình, muốn kiểm soát cái nội dung của mình, biết cách để không có đó các bạn tham gia vào net hoặc các bạn đăng ký với Adref để sử dụng content ID. Quên mất còn một điều nữa, trước sự lớn mạnh của cộng đồng Việt Creators trong thời gian qua thì mình đang cần tuyển thêm khoảng từ 1 đến 3 bạn làm quản trị viên hỗ trợ cho cộng đồng, không cần tiêu chuẩn gì cả, miễn sao là bạn cảm thấy hạnh phúc với YouTube và Facebook và muốn vung vẩy cái niềm hạnh phúc của bạn cho những người khác thì có thể đăng ký. Các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình sẽ lấy danh sách của các bạn lên và mình làm một cái khảo sát và để cho cộng đồng của chúng ta bình chọn xem ai xứng đáng làm quản trị viên để trở thành người phục vụ cho các bạn. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt Creator, chúng ta tự hào sáng tạo.